Xin chào Việt Nam, chào các bạn, mình tên là Mina. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Data Hiding trong TypeScript. Đây là bài thứ 2 trong khóa học TypeScript Advanced. Định nghĩa về Data Hiding. Vậy Data Hiding là gì và mục đích ý nghĩa của nó là gì? Data Hiding che giấu dữ liệu hay còn gọi là Encapsulation là việc che giấu dữ liệu và phương thức trong lập trình. Data Hiding hay tính đóng gói là một trong bốn tính chất cơ bản không chỉ riêng của TypeScript mà còn ở trong tất cả các ngôn ngữ lập trình hướng đến các đối tượng khác. Ý nghĩa của Data Hiding: thứ nhất là hạn chế sự truy cập của người dùng vào các cuộc thuộc tính của đối tượng. Thứ hai, che giấu phương thức phức tạp có tính bảo mật hoặc ảnh hưởng đến kinh doanh. Thứ ba, giới hạn khai báo dữ liệu chỉ cho khởi tạo lần đầu. Và thứ tư là dùng để validate dữ liệu đầu vào. Asset Modify Public, các biến hàm không khai báo gì thì mặc định là public. Các biến hàm có từ khóa public đi kèm được truy cập từ mọi class. Protected, các biến hàm bên trong class hoặc các class con kế thừa. Ta sẽ học sâu phần này ở các bài học tiếp theo thì mới được phép truy cập vào. Private, chỉ được truy cập vào các biến hàm này trong cùng một class. Chúng ta hãy cùng đến với phần thực hành nào. Chúng ta sẽ lấy ví dụ ở bài hôm trước, file ldd.js để tiếp tục học bài này. Tôi sẽ xóa những phương thức của bài cũ đi. Và ta sẽ truy cập đến s.id. Do id trong class fv của chúng ta chưa khai báo là private hay public thì mặc định nó là public. Và ta có thể truy cập để lấy giá trị ID, thuộc tính ID của đối tượng S. Đây, ta sẽ dùng hàm console.log S.id. Không có lỗi gì. Nhưng nếu tôi thêm tiền tố từ khóa private ở trước ID thì sẽ lỗi ngay. Ta sẽ thử build và chạy chương trình xem chương trình báo lỗi gì. Test C cách ldt.ts. Chương trình báo lỗi cho chúng ta là ID private và không thể truy cập. Nếu như tôi gán ID thì sao? Cũng không được, cũng bị lỗi. Là ta cũng thử build xem chương trình nói gì. Cũng bị lỗi luôn. Chỉ để có thể truy cập ở bên trong của class. Chúng ta đang gọi SID ngoài class nên không được. Đấy là hai lợi ích của tính đóng gói hay che giấu dữ liệu. Ta đã hỏi lý thuyết, tức là hạn chế truy cập và chỉ cho khai báo lần đầu. Chúng ta sẽ đến với validate. Lợi ích validate, tôi sẽ sửa hàm setName. Nếu mà độ dài của tên lớn hơn 15 ký tự thì ta sẽ thông báo là tên quá dài. Còn nếu nhỏ hơn hoặc bằng 15 ký tự thì ta sẽ thay đổi tên và thông báo là thành công. Copy đoạn gán giá trị vào đây và ta sẽ thử chạy đoạn lệnh ta vừa gõ. Ta sẽ tạo thêm một hàm getName nữa.
return z.name. Và ta sẽ để private cho name để hạn chế truy cập, chỉ được dùng hàm để lấy và gắn dữ liệu. Đây, tôi cũng sẽ thêm public vào get name để nhìn rõ ràng hơn. Còn mặc định không khai báo gì là public rồi. Ta sẽ dán set name một từ khóa gì đấy dài dài. Xin chào cả thế giới. À, có vẻ như là lớn hơn 15 ký tự rồi. À, sau khi gán giá trị ta cũng sẽ thông báo đã đổi tên thành công. Tên mới là ta sẽ cộng với name của class. System.name. Rồi, ta sẽ build và chạy thử chương trình thôi. Tôi sẽ thử đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là đã nhiều hơn 15 ký tự rồi, gần 20 ký tự rồi. Ta sẽ build và chạy thử. Node.ldt.js. Đây, chương trình đã in ra là tên quá dài. Chúng ta sẽ test với một trường hợp, đấy là nhỏ hơn 15 ký tự. Sẽ comment đoạn này lại. Xóa đoạn này đi. Xin chào, chỉ có 8 ký tự thôi. Ta sẽ build và chạy lại chương trình. Đã đổi tên thành công. Tên mới là xin chào. Như vậy là chúng ta đã test được hai trường hợp. Đây là lợi ích là validate dữ liệu. Lợi ích cuối cùng là che giấu đi những phương thức phức tạp. Tôi sẽ thêm một phương thức private. Nhiều khi phương thức phức tạp thì không cần show ra cho người dùng, hoặc là chúng ta đi bán suộc code thì có những suộc chúng ta không show ra để chúng ta có thể bán. Nếu người mua mà biết được suộc code của chúng ta rồi thì họ sẽ không trả tiền nữa. Đây, phương thức thông báo của tôi sẽ truyền vào một biến là TB, hoặc kiểu là string. Sau đấy tôi sẽ log ra màn hình. Xin thông báo cộng TB. Ta sẽ sử dụng hàm private thông báo này ở trong hàm setName. Ta sẽ bỏ console.log đi và ta sẽ gọi hàm thông báo.
Vào. Tôi sẽ copy cái tên lại rồi xóa đoạn này đi. Thông báo tên và giải để tôi chuyển nội dung cần thông báo vào. Bên dưới cũng tương tự như vậy. Được rồi, ta sẽ build và chạy thử chương trình. Đây, đã xem bạn xin thông báo rồi. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hay dùng từ khóa nào nhất? Public, Project hay Private? Hãy comment bên dưới để chúng mình cũng biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.